Vâng, xin cho anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi nha. Tin tức ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức của Lào. Hơn 7 giờ 20 sáng ngày 11 tháng 1 giờ Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Senosai Sabandon. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới, và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi Thủ tướng Lào Senosai Sabandon được bầu. Hai Thủ tướng cũng sẽ đồng chủ trì cuộc họp thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Đoàn Thủ tướng tại sân bay quốc tế Wat Thai, thủ đô Viêng Chăn có Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng tướng Lào, Thủ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Phó Đô trưởng Viêng Chăn, Đại sứ Lào tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. Ngay sau khi tới Viêng Chăn, Thủ tướng sẽ tới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa tưởng niệm, tiếp đó là lễ Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phủ Thủ tướng Lào. Sau cuộc họp đàm đạo thì hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Hai Thủ tướng sẽ dự họp báo chung kết kết quả hội đàm và lễ bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào là Việt Nam 2022. Đại dịch Covid-19, hai nước vẫn giữ được đà phát triển quan hệ trên các lĩnh vực, quan hệ chính trị tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào là Việt Nam 2022. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào là Việt Nam 2022 với điểm nhấn là kiện trọng thể chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 9 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác tại thủ đô và các tỉnh, thành phố của nước. Và theo đó, lần một Việt Nam đã ủng hộ nước bạn Lào là 500.000 đô la Mỹ và các vật tư trang thiết bị y tế và tổng giá trị là 2 triệu đô la Mỹ. Cử đoàn chuyên gia y tế và đoàn chuyên gia Học viện Quân y sang hỗ trợ Lào chống dịch lần 2. Chúng ta đã ủng hộ 2,15 triệu đô la cùng với một số vật tư y tế, thiết bị khoảng là 120.000 đô la. Bên cạnh đó, chính phủ và các bộ ngành địa phương ta cũng đã tặng Lào 500.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 cùng với nhiều trang thiết bị, vật tư, phòng dịch khác. Đảng và nhà nước và nhân dân Lào hỗ trợ 300.000 đô la Mỹ giúp ta ứng phó với dịch Covid-19. Tổng cộng bạn đã hỗ trợ ta khoảng 1,4 triệu đô la từ một cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để giúp các địia phương của chúng ta chống dịch. Tin ngày 11 tháng 1, anh em thấy hay, đừng quên cho tôi một like, chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký kênh của chúng. Tạm biệt.